Tổng Bí thư dự hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. Chủ tịch nước dự hội nghị quân chính toàn quân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hàn Quốc, Ấn Độ. Thưa quý vị, sáng nay 20 tháng 12 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương để cho ý kiến về các nội dung quan trọng mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện trong thời gian qua, xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm trong thời gian tới, cho ý kiến về các văn bản hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Hội nghị thống nhất đánh giá năm 2021 với những khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, với quyết tâm chính trị cao và nỗ lực tuyệt đối, Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tiên phong đi đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, năm bản lề của nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7. Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ chính trị, tạo khí thế, động lực, quyết tâm chính trị lan tỏa trong toàn xã hội, phục vụ hiệu quả mục tiêu kép của chính phủ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định năm 2021, bối cảnh tình hình trong nước, thế giới, khu vực có nhiều diễn biến mới, phức tạp, đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, chịu tác động, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, có rất nhiều công việc đột xuất cần tập trung giải quyết. Bày tỏ sự thống nhất cao với các báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư cho rằng đối với ngành công an, đây là một năm rất vất vả, song cũng rất đáng tự hào, để lại dấu ấn tốt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của nhà nước, Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng công an nhân dân phấn đấu hoàn thành toàn diện các mặt công tác công an năm 2021, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, làm tốt công tác đối ngoại, công tác dân vận trong điều kiện diễn biến phức tạp, tham gia tích cực, chủ động, hiệu quả vào công cuộc đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và luôn coi đây là công tác thường xuyên, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra sự cố bất ngờ, gây rối phức tạp. Về nhiệm vụ, công tác thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy thành tựu, kinh nghiệm trong thời gian qua, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bất ngờ trong mọi tình huống, chủ động các phương án, biện pháp xử lý kịp thời, tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Tham gia tích cực, chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng, nhất là đối với những nhiệm vụ nhạy cảm, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận, theo tinh thần, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đấu tranh kiên quyết, có hiệu quả với các hoạt động tuyên truyền chống đảng, chống chế độ, tiếp tục tuân thủ sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân, các ban bộ ngành chức năng và quần chúng nhân dân, nhất là tại cơ sở, làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng để tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự phải là của nhân dân, các cấp ủy đảng và nhân dân phải vào cuộc, lực lượng công an nhân dân đóng vai trò nòng cốt, đặc biệt coi trọng, tập trung chỉ đạo, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong công an nhân dân, thực sự trong sạch, vững mạnh, có tính chiến đấu cao, nhất định không được chủ quan, thỏa mãn, mất cảnh giác, không sợ khuyết điểm, không che giấu khuyết điểm, đã làm rồi, cần làm tốt hơn nữa. Tập trung hoàn thành đề án, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để sớm trình Bộ Chính trị cho ý kiến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục hoàn thiện các văn bản và chuẩn bị tổ chức thật tốt, thật hiệu quả Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 77, tạo khí thế mới, phong trào mới và tinh thần chiến đấu mới để kết quả năm sau cao hơn năm trước. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng cần nghiên cứu, đánh giá chính xác tình hình, chủ động hơn nữa trong dự báo tham mưu chiến lược về quân sự quốc phòng với Đảng, Nhà nước,
không để bị động bất ngờ. Đây là đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Quân chính Toàn quân năm 2021 diễn ra vào sáng nay. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, năm 2021, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những mục tiêu yêu cầu mới rất cao và có không ít khó khăn, thách thức. Song Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ. Nhiều lĩnh vực, các mặt công tác đạt kết quả cao hơn năm 2020, trong đó có một số nhiệm vụ rất xuất sắc. Đề cập đến mục tiêu nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2022 là năm nền tảng để quân đội ta tiến lên hiện đại. Do đó, Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần nghiên cứu đánh giá chính xác tình hình, chủ động hơn nữa trong dự báo tham mưu chiến lược về quân sự quốc phòng với Đảng, Nhà nước, không để bị động bất ngờ. Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống dịch bệnh, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với tinh thần chủ động đến với dân, ở đâu khó khăn, gian khổ, hiểm nguy ở đó có bộ đội. Các ông chỉ chủ động tham mưu đề xuất chỉ đạo chuẩn bị chu đáo cho tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đảm bảo thiết thực hiệu quả. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc, liên kết chặt chẽ trong thế trận phòng thủ của các quân khu. Nghiên cứu điều chỉnh thế bố trí quốc phòng phù hợp với tiến trình điều chỉnh tổ chức quân đội, thực hiện tốt chủ trương kế hoạch quốc phòng, an ninh và kinh tế xã hội trên từng địa bàn và cả nước. Chủ tịch nước đề nghị Bộ Quốc phòng chủ động tham mưu, đề xuất chỉ đạo chuẩn bị chu đáo cho tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc, liên kết chặt chẽ trong thế trận phòng thủ quân khu, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng, nhất là đối tác chiến lược, các nước lớn, các nước láng giềng, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống. Thưa quý vị, được tin cơn bão Rai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại Philippines, ngày hôm nay 20 tháng 12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng gửi điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Lopez Locsin. Thưa quý vị, đúng 23 giờ tối qua 19 tháng 12, chuyên cơ chở đoàn công tác cấp cao của Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byung-suk và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaya Naidu. Trong 6 ngày với lịch trình dày đặc gần 70 hoạt động, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến hai nước có ý nghĩa quan trọng, tạo xung lực mới thúc đẩy nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc, xứng đáng với tiềm năng hợp tác hai nước, đồng thời đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc sau 2 năm gián đoạn do tác động của dịch COVID-19. Tại các cuộc hội đàm, tiếp xúc giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam với lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Park Byung-suk, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bo-kyum cùng lãnh đạo các cấp, hai bên đều bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước, khẳng định dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song hai nước duy trì đà phát triển trên nhiều lĩnh vực. Các nhà lãnh đạo khẳng định coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, ủng hộ việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022. Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai chính sách hướng Nam mới. Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ giữa quốc hội hai nước, mong muốn phát triển quan hệ giữa hai quốc hội trở thành hình mẫu hợp tác nghị viện với việc lập ra các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ trẻ, triển khai hiệu quả thực chất thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội ký năm 2013.
về kim ngạch thương mại song phương, hai bên nhất trí phấn đấu nâng lên mức 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 và 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng cán cân thương mại. Thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ trong bối cảnh năm 2021 là thời điểm Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 5 năm nâng quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định chuyến thăm chính thức Ấn Độ của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thể hiện sự coi trọng và mong muốn không chỉ của Việt Nam mà còn của Ấn Độ trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nói chung và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng. Tại cuộc hội đàm tiếp xúc với Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla, Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaya Naidu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo Ấn Độ khẳng định Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru tạo dựng nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, nay ngày càng phát triển chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân và gần đây nhất, hai nước đã hỗ trợ nhau kịp thời, hiệu quả trong công tác ứng phó đại dịch COVID-19. Hai nước sẽ tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022, tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp của nhà nước, chính phủ, quốc hội và trên các kênh đảng, địa phương và giao lưu nghị sĩ hữu nghị, đồng thời tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch trong giai đoạn hậu COVID-19. Các nhà lãnh đạo hai nước đánh giá cao hợp tác quốc phòng an ninh tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, bày tỏ vui mừng khi thương mại hai chiều giữa hai nước tăng nhanh, trung bình gần 20% mỗi năm trong 5 năm qua, đạt hơn 12 tỷ trong năm nay, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ đô la Mỹ một năm trong những năm tới. Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động phù hợp để hỗ trợ cho doanh nghiệp hai nước trong việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa có thế mạnh của nhau. Trong khuôn khổ chuyến thăm đến Hàn Quốc và Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc, Việt Nam-Ấn Độ, chứng kiến lễ ký các thỏa thuận hợp tác, các dự án giữa doanh nghiệp hai nước và giữa các địa phương với doanh nghiệp và tiếp các doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc và Ấn Độ. Chủ tịch Quốc hội cũng đã tiếp lãnh đạo các chính đảng, lãnh đạo một số địa phương, tiếp lãnh đạo các hội hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam và các hội hữu nghị Ấn Độ Việt Nam, thăm đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt hiện đang sinh sống làm việc tại hai nước. Đã có 9 thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa các bộ ngành cơ quan của Việt Nam và các bộ ngành cơ quan của Hàn Quốc và Ấn Độ, đặc biệt là hiệp định giữa chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc về bảo hiểm xã hội đã được ký kết, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc và người lao động Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam được thụ hưởng các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi tốt nhất. Cùng với đó là 39 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thỏa thuận hợp tác đã được trao với giá trị lên tới 15 tỷ đô la Mỹ. Đoàn cũng đã tiếp nhận 200.000 liều vaccine phòng COVID-19, 1 tấn nguyên liệu điều chế thuốc chống COVID-19 và kinh phí hỗ trợ từ phía các doanh nghiệp của Hàn Quốc và Ấn Độ. Cả Hàn Quốc và Ấn Độ đều đánh giá rất cao cái đoàn công tác của Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu. Và bạn tiếp đón chúng ta với cái tinh thần hết sức là thân tình nhưng mà trọng thị. Và đánh giá cao cái hoạt động của Chủ tịch Quốc hội, có thể nói với phong cách, bản lĩnh, trí tuệ, thì bạn đã thấy rằng là thông qua cái hoạt động và cái chuyến đi thì đã đánh giá cái quan hệ của chúng ta với hai cái đối tác chiến lược đã thành công hết sức tốt đẹp, và qua đó tiếp tục khẳng định góp phần nâng cao hơn nữa cái quan hệ hữu nghị Việt Nam với Ấn Độ, Việt Nam với Hàn Quốc. Đối với cả Hàn Quốc và Ấn Độ thì đây là một cái chuyến thăm rất là có ý nghĩa trong tổng thể các cái hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước ta triển khai cái chiến lược đối ngoại của chúng ta, chính sách đối ngoại của chúng ta của Đại hội 13, làm sao mà chúng ta tạo được một cái thế và lực mới để chúng ta phát triển kinh tế xã hội và phục hồi sau đại dịch. Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội đã thành công hết sức tốt đẹp với các hoạt động phong phú, nhiều cấp độ, trao đổi thực chất, đạt kết quả toàn diện về chính trị, đối ngoại, ngoại giao, phục vụ kinh tế, ngoại giao vaccine, đối ngoại đảng, ngoại giao nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
những kết quả của chuyến thăm đã tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc và quan hệ hữu nghị đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ. Chiều nay, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến thăm chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Đây là giáo phận có đông đồng bào Công giáo nhất cả nước hiện nay với khoảng 1 triệu người. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến Giám mục chính Tòa Giáo phận Xuân Lộc, Đỗ Văn Ngân, các vị linh mục, chức sắc, tu sĩ cùng toàn thể giáo dân trong giáo phận. Trong những tháng cao điểm của dịch, đồng bào Công giáo cả nước cũng như ở Đồng Nai đã chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, tạm dừng các ngày lễ quan trọng. Hàng nghìn linh mục tu sĩ đã tích cực tham gia và trở thành lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương mong muốn thời gian tới giám mục chính tòa cùng các vị linh mục tu sĩ và giáo dân ở Đồng Nai tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương cũng như địa phương phát động. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, cả nước tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới tại các tỉnh, thành phố. Sau đây là thông tin chi tiết. Tính từ 16 giờ ngày 19 tháng 12 đến 16 giờ ngày 20 tháng 12, Việt Nam ghi nhận thêm 14.977 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 11 ca nhập cảnh và 14.966 ca ghi nhận trong nước. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo bổ sung 225 ca tử vong do COVID-19, hiện tổng số ca tử vong là 29.791 ca. Trong ngày có thêm 1.937 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.555.455 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.109.899 ca. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, toàn dân hãy thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, đồng thời tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt và chủ động ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, liên quan đến thông tin cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố bắt tạm giam Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á để điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19. Chiều nay, Sở Y tế thành phố Hà Nội có thông tin như sau. Năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội không mua bộ kit test nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Còn trong năm 2020, CDC Hà Nội được nhận một số bộ kit test xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất từ các nhà tài trợ thông qua Mặt trận Tổ quốc thành phố. Hiện Sở Y tế Hà Nội cũng đã có văn bản gửi các đơn vị trong ngành để rà soát báo cáo tổng hợp việc mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị, theo đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, có 2 đơn vị cấp quận, huyện, thị xã và 25 xã phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 3. Theo quy định, học sinh tại 25 xã phường này sẽ tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các trưởng phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên báo cáo Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã để xin ý kiến thông báo cho các nhà trường trên địa bàn có mức độ dịch cấp độ 3 cho học sinh lớp 9 và lớp 12 tạm dừng đến trường, chuyển học trực tuyến từ ngày 20 tháng 12 cho đến khi có thông báo mới. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương vừa có văn bản về việc cho trẻ em mầm non đi học trở lại từ ngày 20 tháng 12. Từ ngày hôm nay, trẻ mầm non tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đi học trở lại nếu các cơ sở giáo dục bảo đảm điều kiện phòng chống dịch. Riêng đối với trường mầm non Liên Hồng và điểm trường trung tâm thôn Liễu Tràng thuộc trường mầm non Tân Hưng, xã Liên Hồng, hiện đang được trưng dụng làm điểm cách ly y tế tập trung, tạm thời chưa tiếp nhận trẻ đến trường cho đến khi có thông báo mới. Bộ Y tế vừa có công văn về việc tăng hạn dùng của vaccine Pfizer thêm 3 tháng gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở dữ liệu khoa học đánh giá độ ổn định của vaccine Pfizer do Công ty trách nhiệm hữu hạn Pfizer Việt Nam cập nhật và sự phê duyệt của FDA, EMA và WHO,
Ngày 22 tháng 10, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế ban hành công văn đồng ý tăng hạn dùng của vaccine Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng ở điều kiện bảo quản từ âm 90 độ C đến âm 60 độ C. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Các lô vaccine được tăng hạn này được sử dụng cho tất cả các đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Tiếp theo chương trình, bão số 9 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới. Táo Quân vẫn gặp khán giả vào Tết Nguyên đán năm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 20 tháng 12, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, sau đổi hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 21 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 114,6 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 150 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vào chiều nay, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, nên vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tính đến 8 giờ sáng nay, sau khi bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Bắc ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của Khánh Hòa, các địa phương trong tỉnh đã tiến hành thống kê sơ bộ thiệt hại. Bão số 9 đã làm hơn 400 lồng nuôi thủy sản, bè du lịch của người dân đảo Bình Hưng, xã Cam Bình và thôn Bình Lập, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh bị sóng đánh vỡ hư hỏng. Tại các địa phương khác như thị xã Ninh Hòa, có một ghe đánh cá của ngư dân bị sóng đánh chìm hư hỏng. Huyện đảo Trường Sa có hai cột đo gió của trạm khí tượng Hải Văn Trường Sa bị gãy đổ và hư hỏng một số công trình hạ tầng của quân và dân trên đảo như vườn ươm, cây xanh. Hiện nay, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh đang dao động ở mức thấp, dưới báo động 1. Tỉnh có 31 hồ chứa nước, hiện tổng dung tích các hồ chứa đạt khoảng 232 triệu mét khối, chiếm 94% so với tổng dung tích thiết kế. Thưa quý vị, Ninh Bình là địa phương có nhiều di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp tỉnh, quốc gia. Hàng năm, nhà nước đã quan tâm đầu tư kinh phí để trùng tu và tôn tạo, nhưng nguồn lực này chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Vì vậy, hiện nay một số di tích đã xuống cấp và tiềm ẩn nguy hiểm cần sớm được sửa chữa, nâng cấp. Huyện Yên Khánh có 12 di tích cấp quốc gia và 44 di tích cấp tỉnh. Nhiều di tích như đình, đền, chùa, miếu được cấu tạo từ gỗ, hệ thống cột cái, dàn mái bị mối mọt xâm hại, xuống cấp, mục ruỗng, thấm rột, ảnh hưởng đến nội thất bên trong các di tích. Để một số các di tích nó đã xuống cấp trầm trọng. Mà nếu mà sửa chữa thì nó phân cấp phân quyền thì nó rất là gặp khó khăn cho cơ sở. Ngay mà nhân dân ra để chiêm bái và vì cũng không biết là nó sập lúc nào và không biết nó rơi ngói lúc nào và thực tế là cũng đã có lần là nó rơi xuống. Chúng tôi cũng đã đề nghị với các cấp có thẩm quyền để đến nay cũng đang được xem xét. Hàng năm Ninh Bình bố trí nguồn ngân sách hỗ trợ tu bổ chống xuống cấp đối với 20 đến 25 di tích và nhà nước quan tâm đầu tư kinh phí để trùng tu và tôn tạo, nhưng nguồn lực này chưa đủ đáp ứng nhu cầu. Nên hiện nay còn nhiều di tích tại địa phương đang xuống cấp nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ tham mưu cho thành ủy ban có các văn bản chỉ đạo đến các ban quản lý di tích và nhân dân về công tác bảo quản, trùng tu, tôn tạo. Với mức hỗ trợ từ 50 đến nhiều nhất là 350 triệu đồng, đối với các di tích xuống cấp nghiêm trọng từ ngân sách của tỉnh, chưa đủ để thực hiện các cuộc trùng tu, tôn tạo lớn. Vì vậy, việc huy động thêm kinh phí từ các nguồn lực xã hội hóa là một giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích. Thưa quý vị, chương trình gặp nhau cuối năm hay còn được gọi một cách gần gũi là Táo Quân là một món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả vào mỗi dịp cuối năm. Và như thường lệ, năm nay món ăn tinh thần ấy vẫn sẽ đến với các gia đình vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo chia sẻ của đại diện ekip chương trình,
Các diễn viên tham gia táo quân đã sẵn sàng cho những ngày tập luyện căng thẳng để có thể gặp gỡ khán giả vào đêm cuối cùng của năm. Vào tuần tới, cả ekip sẽ bắt đầu buổi tập đầu tiên. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin nổi bật của ngày hôm nay. Sáng nay 20 tháng 12 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương để cho ý kiến về các nội dung quan trọng mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai thực hiện trong thời gian qua, xác định mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ giải pháp công tác trọng tâm trong thời gian tới, cho ý kiến về các văn bản hội nghị công an toàn quốc lần thứ 77, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần nghiên cứu đánh giá chính xác tình hình, chủ động hơn nữa trong dự báo tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng với Đảng, Nhà nước, không để bị động bất ngờ. Đây là đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2021 diễn ra vào sáng nay. Trong 6 ngày với lịch trình dày đặc gần 70 hoạt động, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến hai nước có ý nghĩa quan trọng, tạo xung lực mới, thúc đẩy nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc, xứng đáng với tiềm năng hợp tác hai nước, đồng thời đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Trên cơ sở dữ liệu khoa học đánh giá độ ổn định của vaccine Pfizer do công ty trách nhiệm hữu hạn Pfizer Việt Nam cập nhật và sự phê duyệt của FDA, cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu EMA và WHO, ngày 22 tháng 10, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã ban hành công văn đồng ý tăng hạn dùng của vaccine Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng ở điều kiện bảo quản từ âm 90 độ C đến âm 60 độ C. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.